Chương trình radio Cà Phê Sáng chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Cùng đọc và suy ngẫm. Một, có thể tiền không phải là tất cả, nhưng có tiền thì nhiều thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. 2. Cuộc đời giống như trên Facebook vậy. Mọi người sẽ like vấn đề trong status của bạn, nhưng sẽ không ai giải quyết giúp bạn cả, vì ai cũng bận cập nhật status của mình. 3. Đời không như là mơ. Hãy sẵn sàng để đương đầu với những thử thách ở phía trước. 4. Đừng dựa dẫm vào bất kỳ ai trên đời này, bởi vì ngay cả cái bóng của bạn cũng rời bỏ bạn những lúc tối tăm. 5. Sẽ đến lúc bạn gặp phải thất bại, nhưng hãy nhớ rằng không ai thành công mà chưa từng thất bại. Điều quan trọng là bạn có đủ dũng khí để đứng dậy. 6. Bill Gates đã từng nói, mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn. Điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên. 7. Nếu bạn không xây dựng được ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. 8. Có một số người bạn không nên gặp thì sẽ tốt hơn. 9. Ngoại hình và gia cảnh mãi là một khuôn khổ mà xã hội thường mang ra để nhận xét một người. 10. Đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Người lâu ngày không gặp sẽ trở thành người dưng. 11. Chỉ mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học những gì không nên nói. 12. Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó là gia đình. 13. Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra những thứ mình đang có quan trọng như thế nào cho đến khi bạn đánh mất nó. 14. Người bạn yêu chưa chắc đã yêu bạn. Hãy biết buông bỏ đúng lúc để tránh bị tổn thương. 15. Bạn có thể mua được một chiếc đồng hồ, nhưng bạn không thể mua được thời gian, bởi vậy hãy tận dụng từng giây phút bạn có. 16. Niềm tin giống như một tờ giấy, một khi đã nhầu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được. 17. Lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của họ không có gì trong tay. Lòng chung thủy của người đàn ông được thử thách khi anh ta đang có trong tay tất cả mọi thứ. 18. Tha thứ thì dễ dàng, nhưng tin tưởng lại một lần nữa thì không dễ dàng như vậy. 19. Tôi không buồn vì bạn đã dối tôi, nhưng tôi buồn vì đã mất niềm tin nơi bạn. 20. Ai rồi cũng sẽ phải chết, bởi vậy hãy sống sao cho bản thân không phải hối tiếc bạn nhé. Mẹ dạy con gái. 1. Hạnh phúc của người phụ nữ đơn giản lắm. Đừng nên tham lam và đòi hỏi ở người đàn ông yêu mình trọn vẹn và tuyệt đối. Một người đàn ông tốt và yêu thương con, không phải là người đàn ông sẽ mở toang cánh cửa trái tim mình để con có thể nhòm vào đó, nhìn thấu rõ tâm can. Đàn ông chỉ cho con thấy tình yêu bằng miệng là đàn ông vứt nỉ. Miệng nói thì gió bay, những kẻ rơi nước mắt vì tình yêu, những kẻ luôn miệng sống chết vì tình yêu, sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống vì tình yêu là những kẻ không thể và sẽ không bao giờ là chỗ dựa tin cậy và bền vững. Một người có thể tự giết bản thân mình cũng sẽ có ngày cầm được con dao đâm vào người khác.
Con hãy nhớ, người đàn ông đáng để con dựa vào là người có thể đi trăm ngàn nẻo đường, nhưng vẫn quay về bên gia đình, bên vợ, con. 2. Còn con, hãy luôn khắc ghi một người vợ tốt là gì? Là không nên và tuyệt đối không bao giờ được mở miệng ra đòi hỏi bình đẳng, ngang hàng, ngang vế với chồng. Hạnh phúc của người phụ nữ là giữ lửa cho gia đình. Cho dù có lúc con thấy trăm bề thiệt thòi, trăm bề vất vả, con phải luôn nhắn nhủ mình rằng người phụ nữ sinh ra vốn không phải để tranh đấu quyền lực. Thượng đế cho phụ nữ một trái tim nóng là để sưởi ấm gia đình. Chỉ có gia đình mới là hạnh phúc suốt đời của người phụ nữ. Một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ âm thầm ở đằng sau lưng. Một người phụ nữ hạnh phúc là người nữ luôn có người đàn ông tin cậy. 3. Không có vợ chồng nào đi đến trọn vẹn cuối đời mà không trải qua sóng gió. Những khi bát đũa xô lệch, con hãy đặt tay lên trái tim và nhớ lại những tháng ngày con và chồng đã yêu thương nhau. Tình yêu không phải là tất cả để người ta đồng hành với nhau hết cuộc đời. Có những thứ lớn hơn cả tình yêu, đó là khi hai con đủ tin cậy và hiểu nhau để giữ cho mình một chữ nghĩa. Để đi hết con đường thì người ta phải có đủ niềm tin, đủ kiên nhẫn, đủ lòng vị tha, đủ cảm thông, yêu thương thôi thì không đủ. Vì thế, đừng bao giờ cố gắng bước vào tận sâu trong trái tim của người đàn ông để cân đo đong đếm tình yêu của người ấy dành cho con. Giữ một người đàn ông giống như giữ một sợi dây, kéo căng thì đứt, trùng tay thì rơi. Con có đủ thăng bằng, con sẽ là người hạnh phúc. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.